đây thì bông bắt đầu nó ra nó ra rất là gỗ luôn rồi quý vị con à, như bông mài heo quý vị con ha à, nó ra trắng xóa cho này chào quan chào tất cả quý vị và con quý vị vườn nha thì hôm nay trở lại cái kênh youtube cùng nô ra vườn đó thì à, sau những ngày mà chúng ta vui sư đón tết thôi quý vị con thì ngày hôm nay thì kia trở lại những cái vườn cây ăn trái cùng với tất cả quý vị con nha À, thì à, ngày hôm nay Kia đi thăm cái vườn chanh à, thì à, à, trước tết thì Kia cũng có xử lý ha à, cho ra bông à, muộn à, thì à, sau tết thì cái bông nó đã ra rồi à, thì à, à, cái tỷ lệ như thế nào thì Kia mời tất cả quý con ha à, cùng ra thăm vườn quý con nha đây thì à, bông bắt đầu nó ra nó ra rất là gỗ luôn rồi quý con à, như bông mài heo quý con ha à, nó ra trắng xóa cho này đó. thì coi số lớn thì trước thì nó đã xuống sổ nhị hết rồi ha Đó. ra khá là nhiều luôn Đó. mình đi qua bên cái anh chủ giường đây kìa Đó. quý còn thấy nè ôi trời ơi nó ra này như bông mai luôn ra quá dữ luôn ra khá là đạt À. Đó, Đó quý còn thấy ha. Đó, thì cái kỹ thuật của Kia à, chia sẻ cho nhà vườn ta. Thì cơ bản thì đã thành công. Đó, trên cái cây chanh à, bông tím tàu đùm nữa quý cô ha. Ừ. Anh Phong đâu, anh Phong. Phong. Được rồi, được rồi. Đó rồi. Rồi. À mình đi qua anh cái anh chủ vườn. cứ nói gì nói đi, em hỏi <laughs> à, anh bắt đầu anh anh nó đi thăm vườn bên kia rồi đó. À. Đó, à, gà quý con ha bông này thì à, à, cái thời tiết hiện tại quý con à, thì sau tết thì quý con cũng thấy ha à, cái thời tiết lạnh nó khá là là là, là à, mạnh à, trong những ngày gần đây theo quý con đó thì cho nên là cái quá trình mà chúng ta để quản lý cái bông này à, cũng như là cái à, hoa mà để cho nó chỗ ra để cho nó đạt hiệu quả à, hạn chế tối thiểu về cái quá trình mà rụng à, trái non, rụng à, à, hoa sinh lý ha quý con ha. đó Thì thường thường quý vị con à, thì cái thời tiết lạnh ha thì thường thường thì à, cái à, cái nhiệt độ à, nhiệt độ nắng à, cũng khá là dữ cho nên là à, đây là cũng là một cái thời điểm đi gọi là à, cái cung trùng trích, trích thúc à, con bộ trĩ nó à, nó phát triển khá là mạnh à, khá là mạnh cho nên là quý cô cũng lưu ý cho kia ha bây à, giờ chúng ta sẽ à, quản lý cái con bộ trĩ và đồng thời nữa thì chúng ta cung cấp những à, cái ham lượng à, dinh dưỡng mà để à À, cho giúp cái túi phấn à để cho nó có một cái sức sống mạnh à, mạnh lên à để giúp cho quá trình mà à, để phân à, à, bung trà và sổ nhị à, cũng những cái nhị hoa như thế này để, à, để cho nó quá trình mà thụ phấn ha à, để cho nó đạt hiệu quả cao hơn quý con ha đó thì à, kia cho phun à, cái bộ trĩ và cái à, canxi bor cộng với cái nấm bệnh ha quý con à, chúng ta sẽ ngừa à, những cái à, bệnh thắng thư luôn đó. thì cái thời tiết lạnh à, à, sáng có sương mù à, à. thì đây là cái à, thời tiết mà à, à, giờ cho cái à, những cái, cái cái nóng và dị phận nó phát triển à, à nó phát triển để nó gây hại lên à, cây lên cái à, cây trồng của chúng ta à, nhất là ở cái thời điểm mặn cảm nhất là cái thời điểm ra hoa như thế này đó quý còn thấy ha hoa nó gà hết hồn gà luôn rồi à. oh, nó gà chùm luôn à bông tím tàu đồng thì nó phải cả chùm thôi quý con ha đó chúng ta đi lại dài dài những mấy cây bên đây đó con thấy nè đó nó gà trắng nè trắng xóa mà hoa luôn đó thì cái vườn này thì trước đây thì ở cái lần vừa rồi thì các anh chủ vườn ảnh cũng mà xử lý nhưng mà nó không mang lại một kết quả cao à ảnh thất bại ha cho nên là ảnh À, cũng có gặp Kia và liên hệ Kia đi qua à, để hỗ trợ cho ảnh à, thì đến thời điểm này à, thì cái kết quả cũng đã như à, được cái sự mà mong muốn à, của ảnh luôn hai quý con ha đó nó wow, gà nè ôi rồi ơi hết biết luôn cái gà chùm luôn à, cái bông bông tím nhìn rất là đẹp luôn hai quý con ha cái gà chùm nè khá tuyệt vời luôn đó. đó thì cái giai đoạn này này kia cũng muốn chia sẻ cho quý con ha thì chúng ta hạn chế à, hạn chế chúng ta à, cung cấp dinh dưỡng à, để cho đợi uh, cho cái thời điểm mà mà mà, mà này, cái hoa nó cái, cái 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 hoa nó chỗ cũng như là cái trái nó đã hình thành à, nó thành thục rồi à, chúng ta hãy đưa hàm lượng dinh dưỡng vào heo quý con à, nó mới đem là một hiệu quả cao nhất cho tất cả vườn cây ăn trái của mình gà à, quá dữ luôn quý con này đầy nó chùm nè gà quá trời rồi ra luôn đây đó đó, giữ không quý vị con ra tuyệt vời ha ra đạt luôn ha đó, đạt luôn đó. thì bây giờ chúng ta sẽ quản lý hai cái giải pháp thôi giải pháp là chúng ta nuôi túi phấn và chúng ta À, phòng trị cái côn trùng chết thúc và cái 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 tháng thư hoa được rồi, à, thì nó đem lại một cái kết quả an toàn cho chúng ta thôi. À. À, thì trên màn hình thì Kia có để lại hai số điện thoại ha quý vị con à, thì quý vị con hãy điện thoại trực tiếp cho Kia, à, thì Kia cũng tư vấn à, chia sẻ hoàn toàn miễn phí về cái kỹ thuật cho tất cả quý vị con nha, à, để cho quý vị con áp dụng cái vườn cây của mình để cho nó đạt hiệu quả cao nhất theo quý cô. À, hoa nó gà hết biết ra luôn à, Các con thấy nè à, này à, nếu mà gỗ nữa thì tầm tầm khoảng cỡ tuần nữa quý con ăn à, tuần nữa thì quý con à, sẽ thấy ha nó nó nó, nó, nó chỗ rất là gỗ luôn à, thì này là những cái hoa trước thôi à, còn những cái tóp sau thì à, nó 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 còn vẫn ra bình thường à, nó ra bình thường như cái nụ nhỏ 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 như này nè à, tầm tầm khoảng cỡ 7 à, tới tới 10 ngày à, thì nó sẽ chỗ hết luôn đó. thì tới cái thời điểm đó thì Kia cũng uh, sẽ cập nhật cái video mới nhất ha để cho tất cả quý vị con. Đó thì quý con thấy video này hay quý con cũng đăng ký kênh, like, subscribe cũng như là quý con sẽ đón nhận một video mới nhất của Kia à, trong uh, những ngày tới. Đó thì thôi ngay bây giờ thì Kia cũng tạm kết thúc video ở đây. À, cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 18h hàng ngày ha quý con nha